Hy vọng chương trình phóng sanh của chúng ta khai trương đầu năm sẽ thành công ha. Nhiều người ủng hộ ha bà ha. Ủng hộ phóng sanh là con giải cứu thiên nhiên, giải cứu động vật, bảo vệ môi trường. Làm cái nhiệm vụ này thành công trong tự nhiên, những khu rừng sẽ được bảo vệ, không bị biến đổi trở thành đô thị hóa. Các nhân viên cứu hộ của anh, chúng ta hôm nay cứu cũng con gì nè. Lên đường coi nè. Nước lên rồi, yeah. Nước này đi bơi được luôn. Ok các bạn. Vô khúc này cho mát nha bà. Con vô khúc này. Dạ. À, chúng sanh quy Phật không đọa địa ngục. Chúng sanh quy Pháp không đọa ngạ quỷ. Chúng sanh quy Tăng không đọa súc sanh. Chúng sanh quy Phật rồi, chúng sanh quy Pháp rồi, chúng sanh quy Tăng là tiêu trừ nghiệp chướng khổ. Giao duyên với Đức Phật. Dạ bà, nè bà xuống đây nè bà. Bà đổ nè, bà hạ nó xuống. Dạ, nó ngợp ngợp á bà. Tại chạy máy oxy. Rồi. Xuống nha bà. À, bà xuống hả? Dạ, bà xuống mà đổ ra giùm con đi. Để con quay phim cho. Rồi, phóng sanh nha.